chào quý vị và khán giả. Sau rất là nhiều ngày vất vả đi tìm kiếm mà anh em chúng tôi vẫn chưa ưng ý được còn máy nạn. Hôm nay thì thầy cho đường tăng chúng tôi lại tiếp tục đi tìm kiếm một con cô bé nữa. Hiện tại thì đội ngũ anh em của chúng tôi đang có mặt tại một cái vùng đồi núi. Ở đây thì thuộc cái tỉnh của Bắc Giang các bạn ạ. Đấy, nhưng mà hôm nay thì lại nằm ở phía khá là xa và sâu, tận ở đâu đó trong vườn núi đây. Có thể thấy vào trong những cái rừng hoang gọi là đồi Bạch Đàn thôi. Con này anh em tôi đang nhắm tới thử đó chính là con Coveco SK70SR-1. Phiên bản này không có đường tốt, không có tháo lắp nhanh, ngoài ra còn không có cả ben. Với một mức giá ông chủ chúng ta chào cái con này đâu đó khoảng hơn 300 triệu đồng, có thể là 33 hay là 34 gì đấy. Vẫn như thường ngày, vẫn như thường lệ và vẫn như mọi khi, công việc tiếp theo đó chính là test thử để kiểm tra máy. Có ben thì khá là hay, không có ben thì cũng không hay lắm. Đấy, con máy này thì nằm khá là sâu trong bản trong này. Con này chuyên đi khai thác đồi keo này, máy dân thì mua phải là tìm được lại. Còn máy dân thì làm nó mới chắc chắn và chất lượng được. Xem còn số thỏ không?
sẽ thử mức ga Santi. Số thỏ bấm ở tay ấy. Cái số thỏ nó ở ngay cái cần bấm ấy, cái cần di chuyển xích ấy. Ở cái cần di chuyển xích nó có cái nút thỏ đây. Đấy đấy đấy, thỏ đây, số thỏ đây. Lên thưa. Chống lên chống xuống, chống xuống, chống lên chống xuống. Đấy, thử các kiểu con đà điểu luôn. Cái quan trọng nhất là phải đào được đất cứng con ạ. Máy mà không đào được coi như là bỏ đi được. Đấy, vẫn như thường lệ thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ test một vài vòng và kiểm tra xung quanh mọi thứ. Sau đó thì nếu như ổn định và ok và tầm trong tầm giá tiền thì sẽ quyết định, còn nếu không thì sẽ tiếp tục phải đi xem thêm một số vài lần khác nữa. Vậy là hôm nay anh em chúng tôi đã tiếp tục kết thúc cái hành trình đi xe máy tại một hẻm lánh xa xôi Bắc Giang. Nếu như có lấy được con máy này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về video con máy này. Còn nếu như mua con máy khác thì mình sẽ có cái hành trình sau. Video của mình hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.